mình chỉ thấy như thế này thôi. Đây là một bộ phim đồ sộ về tầm vóc lẫn kinh phí lẫn tình người, tại vì không có tình người thì không thể cùng nhau làm được một tác phẩm lớn như vậy được. Tất cả mọi người phải thật sự yêu thương nhau vì một cái mục đích chung là muốn bộ phim được xuất hiện thì bộ phim mới có thể xuất hiện. Tại vì với cái bộ phim này, nếu thật sự mà tôi nghĩ là nếu mà làm đúng giá mà mọi người báo thông thường thì tôi nghĩ là chắc phải lên cả 100 tỷ tiền vốn mới làm nổi. Thì chúng tôi không muốn bàn về kinh phí, bởi vì đó là một trong những cái điều mà rất cảm ơn tổ nghiệp đã cho chúng tôi gặp gỡ được rất là nhiều người cùng chung một chí hướng là muốn đóng góp cho điện ảnh của Việt Nam có những bộ phim thật sự có giá trị. Bởi vì như mọi người đã biết là phim Việt Nam mà để làm phim để mình bán vé thì đó là ước mơ của các nhà làm phim. Nhưng mà để làm phim mà vừa bán vé được mà vẫn vừa làm cho mọi người yêu thích được văn hóa hay là lịch sử của Việt Nam hay là những cái câu chuyện về con người Việt Nam thì nó là một cái thử thách rất lớn của rất nhiều nhà làm phim. Cho nên chúng tôi cũng gọi là bảo vệ chọn cái khó để thực hiện, và hy vọng rằng là cái khó này nó sẽ mang lại cái giá trị chung cho tất cả chúng ta, cho cả đoàn làm phim lẫn khán giả cũng được thưởng thức một bộ phim thật sự mang hồn Việt. Và tôi chỉ là một người được kêu gọi để cùng góp sức thôi. Tôi được kêu gọi bởi anh Hoan và anh Dũng. Thì lúc đầu tôi thật sự là rất là ngạc nhiên là vì sao họ lại chọn một cái chuyện khó như vậy để làm. Tôi cũng không biết là vì sao tôi lại bị dụ dỗ ngay lập tức, là bởi vì hơn ai hết tôi cũng là người Việt và tôi yêu nước, cho nên là tôi muốn thấy những sản phẩm mang văn hóa Việt Nam được xuất hiện nhiều hơn nữa, những cái sản phẩm chất lượng được gửi đến cho bạn bè quốc tế, họ nhìn và họ biết à, đất nước Việt Nam có những văn hóa như thế này, là người ta làm phim đã đến cái trình độ này, cái kỹ thuật này, thì thật sự mình rất muốn đóng góp để một cái tác phẩm như thế được ra đời. Tại vì nếu chúng tôi không cùng nhau thì như anh này nói là nói bộ phim là của chung là đúng, thật sự là nếu như không cùng nhau không có làm được cái phim này. Tôi nói họ đã chọn những cái điều khó nhất rồi, chúng ta chỉ có góp sức thôi, đi phụ họ một tay thôi, thì tại sao không? Cho nên tôi chỉ nói một lần nữa là biết ơn rất nhiều vì anh Dũng với anh Hoan đã cho tôi cái cơ hội được làm một phần của đất rừng phương Nam. Giờ chia sẻ thêm một tí. Thì trong lúc mình đang ngồi trả lời phỏng vấn ở đây thì ở nhà đang có hàng trăm anh em vẫn đang lao động quần quật để làm tiếp về phần kỹ xảo hình ảnh cho nó chỉnh chu hơn, để cho kịp cái ngày ra mắt. Và dàn nhạc thì để thu thì anh Đức Trí tối mai tối mốt cũng sẽ thu mấy chục người được. Cho nên là chúng tôi cũng muốn gửi một cái lời cam kết đến mọi người là chúng tôi mong hết sức. Chị tưởng vô cái phim này coi là chỉ có ca ngợi đất nước và con người thôi, thì không chỉ là đó, chỉ là một phần thôi nha anh chị. Em bảo đảm đây là một bộ phim sẽ thu hút mọi người về câu chuyện của nó, sẽ có cái kịch tính của đúng một cái bộ phim mà mọi người muốn ra rạp muốn được theo dõi. Nó không chỉ là ca ngợi con người và cái cảnh đẹp của đất rừng phương Nam, dĩ nhiên nó là một phần phải có trong đó, nhưng chắc chắn mọi người sẽ có được cái mà mọi người muốn, đó là đến xem bộ phim nó bất ngờ, nó kịch tính và nó hấp dẫn. Dạ, đó là những gì muốn chia sẻ. Thật rất là nhiều ạ. Có thể nói là cái gì trên đời này cũng vì mình thích cả. Mình là một người sống rất là bản năng và rất là nghệ sĩ tính, cho nên là mình sẽ tôn trọng cái cảm xúc của mình nhiều nhất. Cho nên khi mình thích cái gì thì mình sẽ làm cái điều đó trước. Cái dự án này khi mình nghe thôi là mình đã muốn nó được xảy ra rồi. Là bởi vì hồi nhỏ mình cứ đi học về cái mình nghe cái đoạn nhạc tăng 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 là mình đã thấy nó đã rồi. Là cứ ngày xưa có chuyện gì xảy ra là nó phải có cái đoạn nhạc đó, nó giống như là slogan vậy đó. Thì mình rất là thích cái phim Đất rừng phương Nam, Đất phương Nam ngày xưa gọi là Đất phương Nam. Thì cứ chờ tới phim nó ra thôi. Và nó giống như, ví dụ như mình nói là bên Trung Quốc người ta đợi từng tập của Tây Du Ký, thì ở Việt Nam mình đợi từng tập của Đất phương Nam ra để mà coi. Thì nó là một cái ký ức rất là lớn của rất là nhiều người.
Cho nên mình nghĩ là ô, bây giờ anh Hoan với anh Dũng nói thành tham gia này với anh không? Cái mình suy nghĩ, ủa sao hai không chịu là nó chọn làm một cái chuyện mà nó khó dữ vậy? Tôi nói trời, làm cái phim này cổ trang mà còn lịch sử nữa, bao nhiêu cái khó khăn, tiền bạc. Xong cái mình đọc kịch bản thì mình thấy wow, thú vị nha, thú vị nhiều nha. Thì mình nghĩ là đây á, nó chính xác hơn á, nó không phải là mình chuyển thể từ hoàn toàn cái nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi, mà cái này là một câu chuyện được inspired by, có nghĩa là mình lấy cái cảm hứng từ cái câu chuyện Đức Phương Nam đó, mình chế tác ra một cái câu chuyện thú vị về cái cậu bé An đi tìm cha. Thì trên đường bạn ấy đi tìm cha thì những gì hấp dẫn sẽ xảy ra trên con đường đó, và thông qua cái con đường đó thì mình thấy được bối cảnh lịch sử, mình thấy được những con người và cảnh đẹp của miền Tây và miền đất phương Nam. Đó là nội dung của bộ phim. Thì mình muốn cái này nó xảy ra, và mình nghĩ là nếu như mà những cái người này không chọn làm những cái này thì rất là ít người họ dũng cảm để làm. Thì mình tôn trọng và mình quý cái ý tưởng lớn đó, cho nên mình muốn nó được xảy ra, cho nên là Thành tham gia ngay. Và trong bộ phim này thì Thành có tham gia góp ý để xây dựng câu chuyện của kịch bản, tham gia coaching cho các bạn diễn viên diễn xuất ở từng cái phân đoạn, và mình cũng có một chút tham gia trong việc dựng phim. Bộ phim này mình cũng dựng, và nói chung là mình cũng cố gắng làm hết những gì mà mình có thể từ phía một nhà sản xuất và PR, marketing và một diễn viên. Có nghĩa là cái gì mình làm được thì mình cố gắng mình làm, tại vì mình không có quan trọng là mình đóng góp bao nhiêu tiền ở trong đó. Dù là một cái dự án mà mình đóng góp ít hay là đóng góp nhiều thì mình cũng rất là muốn được làm những cái gì mà tốt nhất trong cái vai trò và cái khả năng của mình có thể, mà anh Dũng hay là anh Hoan tin tưởng, thì mình được cố gắng muốn làm tốt nhất. Thì hy vọng là với cái sự góp mặt của Trấn Thành và những cái kinh nghiệm của mình có để bổ sung vào trong đó, thì hy vọng rằng là với cái sự cực khổ và góc nhìn tổng quan của anh Dũng thì mọi người có thể thấy được đây là cái sự kết hợp của hai anh em tôi lần đầu tiên, thì hy vọng nó sẽ tạo ra một cái gì đó đặc biệt một chút, và hy vọng mọi người thích nó. Như bạn thôi, Thành cũng yêu Đức Phương Nam và những nhân vật đó cũng quen thuộc trong đầu của mình, hay là ví dụ như mình xưa mình thích Lục Tiểu Linh Đồng trong Tôn Ngộ Không, hay là phim Tiểu Long Nhân, hay Năm Anh Em Siêu Nhân, ai cũng có một cái tuổi thơ như vậy cả, ai cũng có những hình tượng khó quên trong đầu của mình cả. Và nó sẽ rất tốt nếu mình giữ cái hình ảnh đẹp đó trong lòng mình và tiếp tục đón nhận những hình ảnh mới. Bởi vì các bạn thấy là ví dụ như là Thần Điêu Đại Hiệp, mà người ta làm một cái bản nó hay quá rồi, là những nhà làm phim khác là không bao giờ muốn làm lại một cái bản nào, là bởi vì sợ sự so sánh là không bao giờ bằng được cái bản cũ, thì sẽ không có ai tái bản cả, cũng không có ai làm lại Thần Điêu Đại Hiệp mới với cái công nghệ mới cho chúng ta xem cả. Nếu ai cũng sợ là đem so sánh thì không ai dám thật sự mang cái tác phẩm đó trở lại cả. Thì mỗi một thời kỳ sẽ có một cái điều kiện làm phim khác nhau. Cái thời kỳ đó bác Vinh Sơn đã phải như thế nào đó với cái máy móc thời đó, với cái kinh phí thời đó, thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ làm với cái máy móc thời nay, với cái kinh phí thời nay. Rồi các bạn, nếu như cái phiên bản này hay, được mọi người đón nhận, thì nó sẽ lại là ký ức của những người sống trong năm 2023. À, rồi biết đâu 20 năm sau nữa sẽ có một người được inspire bởi bộ phim này, sẽ làm lại Đất Rừng Phương Nam của năm 2043. Đó, đúng không? Thì cái năm 2043 đó sẽ nói trời ơi, biết đâu mày làm cũng bằng năm 2023 đâu, ông Dũng nhưng Thành làm hay lắm, ví dụ vậy. Thì nếu chúng ta cứ so sánh mãi như vậy thì sẽ không ai dám tái bản một tác phẩm hay cả. Cho nên chúng ta hãy cứ giữ hình ảnh đẹp ở trong lòng và rộng mở để đón nhận một hình ảnh mới. À, tại vì mỗi một phiên bản tôi tin chắc rằng nó sẽ có cái hay ho, cái đặc biệt, cái thú vị riêng của cái phiên bản đó. Và mỗi một người của mỗi thời kỳ sẽ có cách chọn lựa để yêu thích khác nhau. Chúng ta không so sánh, chúng ta không nên so sánh như thế. Bởi vì mỗi thời kỳ đều có cái điều kiện làm phim khác nhau, đều có cái hay khác nhau. Cho nên là Thành cũng ráng cố gắng để làm ra một bát ba phi không giống với phiên bản cũ, để cho mọi người tránh là so sánh. Tại vì Joker trên thế giới cũng có rất nhiều người làm, rất nhiều phiên bản của Joker, một nhân vật huyền thoại. Cho nên Thành cũng hy vọng là Thành sẽ làm ra một phiên bản bát ba phi của riêng Thành thôi,
Nếu ai thật sự mà thích cái phiên bản đó thì Thành rất là cảm ơn. Còn nếu như ai đã nhớ cái bắt phiên của thời cũ thì đó vẫn là ký ức của họ. Và Thành tin chắc rằng là nếu chúng ta tích cực để đón nhận thì hình ảnh nào cũng đẹp cả, bắt phiên nào cũng có cái hay riêng của họ cả. Thành nghĩ như vậy. Dạ.